đó. Về cơ bản thì là ta store như thế này. Rồi, rồi ta nhấn Ctrl lên Save và S lại nhé. Save cái file còn lại. Rồi, Save lại. Save và S này. Đây là new mà. Ok. Rồi. Rồi, thì đây thì ta sẽ chọn ở đây đúng không? Đây đây ta thử vào unfill okay. Rồi nó sẽ ta tô chủ động ta một cái màu như thế này đúng không? Đó sẽ tô như thế. Rồi tôi nhấn cho xe và em lại nhé. Rồi. Đó. Thì ở đây thì ví dụ như là cái phần được. Tôi sẽ tạm dừng bài học này đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi ở đây thì tiếp theo sẽ chọn cho nó một cái màu, cái màu này. Rồi. Rồi. Đây ví dụ là chọn cái này, chọn cái này, chọn cho nó led là độ 250 đi. Rồi. Bây giờ đó. Thì ở đây thì sẽ ví dụ ta chọn là overlay. 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 Ta chọn cái khoảng độ 50. Rồi. Thì ở đây ví dụ như là ok ta đang chọn là màu trắng đúng trắng hẳn rồi ok chữ dưới đây ta sẽ ẩn đi ở ra đại tính nó rồi. Và tiếp theo ở cái phần này, những phần này ở cái phần những phần này nhé, là phần này chọn đấy những phần này. Phần đặt của cuốn sách đúng không? Rồi. Ở đây thì ta sẽ vẫn sẽ chọn cái theo là long để chúng ta chọn cross và cũng là dùng màu trắng nhé. Và đây ta sẽ chọn là cái 200.
Do ví dụ ở đây khi mà ta để này thì nó sẽ ra không mở. Nó chọn trong normal, con sẽ thấy ra chiếc overlay thì nó sẽ ra một cái màu tí như thế. Được. Thì ở đây, ví dụ ta chọn màu đen, ví dụ đen. Càng đen đúng không? Và ta chọn màu trắng. Nó sẽ thế màu. Rồi. Ở đây ví dụ như là ta một chọn cái màu đỏ đấy là màu gì? Đấy, màu xanh. Xanh. Màu vàng thì sao? Màu vàng thì ra kiểu như vậy, đúng không? Rồi, ta chọn cũng màu. Rồi. À, không là màu xám. Okay. Ở đây thì ta sẽ chọn smooth, thử smooth cho nó ra cái màu gì nhé. Còn pen thì sao? Pen. Ở đây cái phần này sẽ đậm hơn đúng không? Đó. Watercolor. Nếu cái watercolor này nó sẽ có một trắng. Okay. Thì ở đây nhé, ở đây ta sẽ tạo một cái nữa. Ở đây thì là trong cái phần này ấy, ta sẽ dùng sẽ chọn nó nhé. Thì ở cái phần này đầu tiên là cái phần này. Ở đây thì ta sẽ chọn cho nó Birds và chọn đồng hợp tiếp theo. Chọn 6. Chọn đồng bé ra 70 nhé. Chọn 70. Ta cho nó cái đen hơn một chút nhé. Rồi đấy là đen này. Đây. Còn ta chọn cho nó có một màu xanh này. Màu xanh. Rồi. Rồi. Đây ta sẽ chọn màu sáng. Màu sáng này là và cái chỗ này ta sẽ chọn là bóng này. Rồi ta chọn nó là 300. 170 nhé. Ok. Rồi cái phần góc này, phần góc này. Rồi cái phần dưới này, và phần màu xanh này, cuối cùng này. Đây là thứ này. Ở đây thì ta cũng sẽ chọn nó này và sẽ chọn đây. Rồi, tương tự thì cái phần trên này nhé. Phần trên này. Mình cũng sẽ đây, rồi, chọn một trang. Rồi. Tiếp tục ta sẽ tạo một cái bớt tiếp và đối với cái vàng này đúng không, thì ta sẽ chọn màu vàng đây chính là cái lục này đúng không, đây đấy nhé. Okay. Ở đây thì ta sẽ tô cho nó
cái này chúng ta sẽ chọn cho cái màu cam nhé. Ok, cái này thì... À, thì cái này nó lại chọn nó cái màu vàng nhé.